Trời ơi, bây giờ tổ xích thế này thì giải quyết như thế nào đây? Lắp xích như thế nào đây? Không có ai ở đây. Ơi, bây giờ tổ xích thì phải giải quyết như thế nào các bạn? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Nếu như mà các bạn đang đi đường mà gặp phải tình trạng tổ xích thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Hãy cùng Xe Đạp Xanh theo dõi trong video dưới đây nhé. Khi bị tổ xích rồi các bạn sẽ để im như này. Không phải lo lắng gì. Đấy, bình tĩnh, lấy một tay ấn cong bù đề, kéo khi xích nó trùng này, các bạn nhìn này. Đấy. Quay lại xích như này là ok, và các bạn quay bánh là nó sẽ trừ về cái số nhất định khi các bạn đang chuyển số lên. Đấy. Còn trường hợp thứ hai nó bị tuột xích và dẫn ra bị tuột xích, đó chính là cái ốc L và ốc H các bạn nhé. Ốc L và ốc H này, các bạn đi cho mình hai con ốc này. Nếu mà các bạn đi xe lâu rồi ấy, thì các bạn có chưa biết sử dụng hai con ốc này thì các bạn có thể mang qua cửa hàng để kỹ thuật kiểm tra cho các bạn lên số xuống số xem nó mượt chưa, nó có bị trôi ra ngoài hay không. Cái thứ hai là khi các bạn mới mua xe, kỹ thuật đã căn chỉnh rồi thì mình không được sử dụng, không được vặn hai con ốc ra nữa. Nếu mà các bạn hãm vào hoặc là vặn ra, hãm vào thì nó sẽ không lên được số, vặn ra thì nó sẽ bị trôi xích ra ngoài. Đấy. Cái trường hợp mà hôm qua em đạp Hồ Tây ấy, là cái xích của một chị bị tuột ra ngoài, tuột vào trong. Đấy, tuột vào trong nhá. Đây, cái xích như này, đang như này đúng không ạ? Nó tuột vào trong như này. Đấy, các anh chị càng cố đạp thì nó lại càng kẹt mạnh, nó kẹt mạnh vào trong. Thế nó dẫn ra là cái sự không hiểu biết của mình khi mình bị tuột xích mà mình cố đạp ấy, thì nó sẽ dẫn ra là nó bị kẹt xích rất là chặt luôn. Đấy, cái đấy thì phải đôi lúc ấy mình không thể nhưng bằng tay lên được, mình phải tháo cả cái đùi này ra để mình cho cái xích vào. Đấy, khi mà bị tuột xích thì các anh chị phải bình tĩnh cho em, rất hết sức bình tĩnh. Đây, tuột xích vào trong thì vẫn là cái tắc, vẫn là cái ấy cũ này. Các anh chị bẻ cong bù đề cho em, ấn cong bù đề về phía trước này, xích nó trùng ra đúng không ạ? Xích nó rất là trùng này. Đấy, khi xích nó trùng ra thì các anh chị lấy tay nâng xích lên. Đấy, nâng xích lên này, đặt vào cái bánh răng của đĩa. Xong, ok. Quay. Đấy. Tuột xích thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp. Như em vừa nói đấy, thì tuột xích khi là lên số xuống số nhanh, hoặc là leo dốc các anh chị xuống số gấp, hoặc là lên số gấp, thì nó sẽ dẫn bị tuột xích ra ngoài và tuột xích vào trong. Và cái thứ hai đó chính là cái ốc L và ốc H này, khi mình căn chỉnh chưa chuẩn, kỹ thuật căn chỉnh chưa chuẩn, hoặc là mình tự tay mình thấy nó lỏng ra, mình thấy nó lỏng, mình xoáy nó ra thì nó sẽ bị cụ đề này, khi các anh chị lên này, nó sẽ bị nhảy ra ngoài xích. Còn một trường hợp cuối cùng nữa các anh chị cần lưu ý cho em, đó chính là cái cụ đề này của mình. Cái cụ đề này của mình bình thường này, nó rất là mềm yếu. Đấy, khi có cái tác động mà các anh chị bị đổ xe nhá, các bị anh chị đổ xe về phía cụ đề này, nó làm cong cụ đề này. Đấy, cong cụ đề này nó sẽ không đều bánh răng, hai cái bánh răng này với nhau, nó bị méo này. Đấy, nó dẫn ra là mình đạp nó hay bị trôi xích ra ngoài, là bị tuột xích. Đấy, còn trường hợp mà bị va đập vào nhá, các anh chị cũng phải bình tĩnh. Khi nó bị cong cụ đề này rồi, các anh chị lên số xuống số nó vẫn được, nhưng mà nó chéo xích, nó dẫn ra là đi nó không được bon ấy, nó chéo xích kiểu này. Đây. Nó chéo xích thì nó sẽ dẫn ra là cái phần xích của mình nó không đều, nó không thẳng nhau. Đi nó sẽ lạo xạo, nó cạch 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 cạch. Và khi mình nó cong ra ngoài quá thì khi mình về số to nhất ấy để đạp nhanh ấy thì nó sẽ bị trôi xích ra ngoài, nó kẹt vào trong này. Đấy, cái trường hợp kẹt xích như này nhá, các anh chị gỡ được xích lên rồi. Đấy, thì các anh chị cần để ý cho em cái cụ đề này xem nó có bị méo nhiều hay không. Méo nhiều thì các anh chị phải mang ra quán thì các anh kỹ thuật, các kỹ thuật người ta nắn lại và kiểm tra cho mình để cho nó đi cho nó khỏi bị tuột xích ra ngoài. Còn về học sinh ấy, học sinh mua xe địa hình nó có bộ chuyển động như này. Đấy, thì mình cũng phải cần cân nhắc và hướng dẫn các em mới sử dụng bộ chuyển động như nào là nó chuẩn nhất.